Anh nhá, em bởi vì em muốn xin lên là vì vừa nãy xin lưu đi lên vì là cái thằng ông Sơn Tây là ông ấy nói rất nhiều, hay là ông ấy ví dụ những cái chuyện này. Tôi nói với ông này, ông không về Việt Nam không biết, ở Việt Nam bây giờ ấy là chỉ những cái thằng lười làm mới không có công ăn việc làm thôi. Ông bảo ở Việt Nam bây giờ nếu ông cho bây giờ ở Việt Nam nó đi bán bằng khẩu thì lương nó chỉ có thế thôi, bây giờ nó sang Mỹ mà nó bán bằng khẩu. Này, nên là xin lỗi Hải Ngô nói này, hôm trước nhá, coi như là Mỹ nối cầu với qua 14,3 km thì nó hết cỡ khoảng 13 tỷ mấy, mỗi 1 km là 1 tỷ nhá thằng Hải Ngô nhá. Vào hỏi anh Messenger, hỏi anh Quốc Dương, anh ấy lấy cái tài liệu ở đâu ra cho mấy thằng ba que mày vẫn cứ cái luận điệu đó. Vào hỏi anh Quốc Dương, anh đã lấy một cái tài liệu của Mỹ nhá, đưa ra là 14,3 km cái cầu ấy, từ coi như Mỹ sang Cuba như đấy, dài 14,3 thì hết tốn hết bao nhiêu. Và đấy, hỏi anh Quốc Dương, mày mẹ toàn nghe cái thông tin của ba que mày đưa ra đây bùa lao. Rồi xin mời lên. Thật ra anh bằng là những cái vấn đề mà chúng nó đưa ra, những cái con số chúng nó là bọn nó toàn theo cái luận điệu thật sự của anh. Là mày vào chứ không, xin lỗi Hải Ngô, vào cái Messenger cho Quốc Dương, Quốc Dương sẽ cung cấp cho cái thông tin đấy. Hôm ấy tôi đọc rồi nhưng mà không nhớ cái thông tin đấy của cái tổ chức nào người ta đưa ra. Sấp xỉ 1 tỷ đô la 1 km vuông. Đấy, nó bảo là bây giờ sang bên Mỹ là một tháng ở bên này không biết chứ, mà sang bên Mỹ gọi đi làm tháng là 1 năm 80.000 đô la. Bây giờ không biết chữ rồi, vào Mỹ đâu được, có phải ai cũng đi Mỹ đâu, hay là bây giờ 80.000 đô la Mỹ chi phí ở bên Mỹ có bằng 80 triệu ở Việt Nam không? Thứ nhất, cái thứ hai đấy chỉ là đồng tiền bát gạo thôi. Con người sinh ra và lớn lên nó còn phải có quê hương đất nước, nó còn có anh em dòng họ chứ. Chúng mày các ông chỉ nghĩ đồng tiền, có những đồng tiền có thể người ta trong một ngắn hạn nào đó thì nó giải quyết được thôi, nhưng con người ta về bản chất người Việt Nam mà người ta sống bằng tình cảm, bằng văn hóa cộng đồng chứ nó không phải như bên Mỹ. Không phải nên ơi, bây giờ này mình chúng nó không thể nào bịt được những dân Việt Nam, vì hiện nay ví dụ như là những người dân Việt Nam có rất nhiều bà con cô bác bây giờ hiện nay sống ở bên Mỹ, cho nên là những lời nói của chúng nó không thể bịt được. Bây giờ mình lấy ví dụ như này, mình có người nhà học đại học ở bên châu Âu, sau đó quản lý một nhà hàng của một cái khách sạn ở bên Mỹ, lương khởi điểm của nó 3.000 đô la một tháng đấy, chứ đừng có nói mà lương cao các ông nói phép, sau đó nó làm phải làm hai giúp, đừng có nói cái chuyện. Em nói với anh đây, có cái thằng người nông dân này chính là cái thằng Châu La Khải. Vâng. Châu La Khải. Anh nói mày là Châu La Khải này, mày cứ nói thẳng mẹ quan chức Việt Nam tham nhũng đi, thằng nào tham nhũng mày cứ nói mẹ đi, gì mày cứ phải ở Việt Nam mà nói đây. Mà mày có nói đúng, nó có bằng chứng gì mày nói? Mày đừng có kiểu nho nội. Còn bây giờ tao nói này, mày học hành đi mà làm cán bộ mà hưởng sướng, mày đéo chịu học thì mày cứ đòi làm cán bộ. Còn người cán bộ, người ta trước khi người ta được làm cán bộ là đảng viên, người ta cũng phải học hỏi. Bây giờ chúng mày bảo là ơi con cán bộ sang Mỹ học, tao nói mày đất nước Mỹ nếu như trừ có tiền rồi nhưng vẫn phải học được thì mới được sang Mỹ, chứ không phải là cái chuyện có cứ có tiền là sang Mỹ được đâu. Tiền sang Mỹ chỉ đi làm neo thôi, cắt cỏ thôi nhá. Chứ còn nếu đi sang học ở các trường đại học Mỹ là phải có trình độ kiến thức thật sự nhá. Thế nên là mày phải hiểu vấn đề đấy, mày cứ nói cái giọng do đội. Nếu như mày là người dân yêu nước, hôm nay cái clip của mày tao chỉ ghi nhận ở mày là mày chửi bọn ba que, nhưng mày vẫn có cái giọng điệu. Còn bây giờ mày học hành thì mày không lười, bé thì mày lười, mày mãi chơi. Thế lớn lên mày thấy cán bộ thì bây giờ người ta cán bộ, bản thân người ta kể cả không có hay không có, nhưng người ta phải tỏ ra cái phong thái người cán bộ, người ta phải sạch sẽ, người ta phải tiếp công dân, không phải hôi như cái thằng chăn vịt đập. Nên là mày đừng có cái giọng điệu đấy. Còn nếu như mày là người dân trong nước mà yêu nước thật sự, xin lỗi này Nguyễn Ngọc Anh này, đúng ở Việt Nam có cái chuyện chạy điểm có, nhưng cái sự anh đừng nói tiểu số. Nói tiểu số thì ở nước nào cũng có chứ không phải riêng là gì ở Việt Nam, mình phải nói là nói cái đa số. Cho nên là ông muốn giàu có, ông chịu khó học hành đi cho giỏi đi, đúng không? Sau này ông coi như là đấy, tôi chả cần nhìn đâu, nhìn gương của anh lên đấy là khách mời của tôi đấy. Đầu tiên là bán nước xe ở chỗ Thái Hà, ngồi vỉa hè, mà sau bây giờ anh trở thành, mình chưa nói là đại gia,
nhưng nói chung cuộc sống của anh hiện nay rất ổn định. Có người ta cũng phải có chí khí vươn lên và phải chịu khó. Vậy ông cứ ngồi đấy, rồi bảo Đảng Cộng sản hoặc nhà nước về thì coi như là xúc cơm đổ mồm của ông à. Dẫn chứng là anh đây là nói với anh ấy ở chế độ nào với tôi mình phải làm phải ăn. Nhưng ở cái chỗ ở chế độ Việt Nam nó có một cái tự do dân chủ hơn Mỹ này. Cái người bán chè chén ấy ngày mai có thể cóp nhặt được, có thể làm chủ được. Nhưng ở Mỹ thì chỉ có đi làm cu li thôi, không thể làm ông chủ. Nó khổ thế cơ. Đúng. Nhân quyền ở đâu, tự do ở đâu? Em nói với anh ở cái loại như như mấy cái thằng Benny Trương mới lại cái thằng Tân Thái tuổi gì mà mở doanh nghiệp, trình độ đâu mà mở doanh nghiệp ở bên Mỹ. Nhưng mà ở Việt Nam có thể là nó bán nước nhiều năm góp được tiền là người ta có thể là chủ động. Cái tự do ở Việt Nam thế, thế thì chế đúng. Bây giờ này chúng nó bảo là ở Việt Nam buôn ma túy bán xì ke đúng, nhanh làm giàu. Bây giờ mày về bán đi hoặc ai bán đi nhanh làm giàu thật. Nhưng mà nói chung là sẽ rất dễ vào kho, đúng không? Và rất dễ tử hình. Bởi vì anh Bằng ơi, anh cũng phải thông cảm là này. Chắc là chúng nó cũng vài năm mà chúng nó không về đất nước. Nên cái sự đất đổi thay của đất nước mình là nó từng ngày luôn. Em nói hôm nay em đi Vĩnh Yên thôi. Ngày trước em ăn cái quán bún chả đấy. Tức là nó đối diện bên này là cánh đồng. Bây giờ nó toàn nhà thì em không làm nào tìm được cái quán đấy ở chỗ quốc lộ 2. Em nói với anh đấy. Nó phát triển nhanh và bản thân mình ở đấy thôi. Nhưng mình cũng không thể phát hiện ra được nữa. Đấy, cho nên là chúng nó cứ bảo ở Việt Nam mình bây giờ các khu công nghiệp, em nói với em phải lên tận Sơn La để tìm người về làm. Bởi vì em nói với anh chứ còn ở đây có đâu khu công nghiệp vào hết, kể cả là vào trong nó, vào khu công nghiệp làm hết. Người ta vào trong khu công nghiệp người ta cũng có chế độ chính sách, người ta có bảo hiểm, người ta có bảo hiểm. Đúng. Chế độ. Bây giờ này Thành Long Hoàng Trân mới nói công an thì nó nói cái câu công an giao mạng cờ bạc. Tức là công an người ta ví dụ cái ông nào ông bảo lãnh cho một đường dây cờ bạc qua mạng ấy thì bây giờ cái sự nghiệp của ông ấy mất, ông bị đi tù mà coi như công không còn một cái gì. Công an là người, ông không là người đúng theo quy định của pháp luật thì bị xử pháp luật trừng trị, chứ không phải là công an một vài chục thằng công an, một vài trăm thằng công an mà nó làm ảnh hưởng các ngành công an. Bây giờ mày cứ nhìn một hiện tượng thì mày lại cứ quy chụp, đấy là luận điệu, anh hiểu không? Chưa bao giờ em thấy bọn ba que nó nói này, nó phê bình những cái không được và nó phải ghi nhận những điều mà Đảng Cộng sản làm. Cái gì nó chả qua hai mặt, nhưng không bao giờ nha anh nhá, cái gì nó cũng xấu. Bão bên Mỹ nó đổ cho Cộng sản, lũ lụt nó đổ vỡ, đập ở bên đây. Bây giờ cá chết ở Hồ Trị An, nó nói cho mình biết là nó nói ở đâu. Cá chết ở Hồ Trị An là cũng do Cộng sản. Cá chết ở trong bể nhà mình này cũng do Cộng sản hết. Cá chết ở cái kênh Nhiêu Lộc ấy, mà khi mà bắt đầu coi như trời kiểu nó bắt đầu mùa mưa, mùa nắng mà mùa khô bắt đầu nó đổi sang mùa mưa, cái bắt đầu cá chết ở kênh Nhiêu Lộc nó đổi Cộng sản. Cá chết Hồ Tây cũng Cộng sản, khổ ấy. Cái gì chả Cộng sản, em đã nói rồi mà này. Ở bên Mỹ hôm nay trông La Khải nó bảo là ở bên kia nó xây cống nó to hơn đến nhà. Anh biết là bên Mỹ vừa rồi lũ lụt thế nào, đã gọi là thiên tai địch họa, không ai có thể nói trước được một điều gì. Đấy. Những cái thảm họa về môi trường, nhiều nước tiên tiến còn dính những cái thảm họa đấy còn lớn hơn Việt Nam. Còn tất nói cái gì nói thôi, tất nhiên cái gì nó có hai mặt vấn đề, không ai có thể hoàn thiện kể cả một thể chế nào. Nhưng mà bây giờ nếu yêu nước ấy, phải vạch mặt ra những cái thằng quan tham nhũng đi, mày làm việc đó đi, tao ủng hộ mày. Chứ không phải là mình ngồi mình nói xuống cả cái thể chế, vấn đề chế chính trị nhá. Em nói với anh nhá, em nói lại thôi, chúng nó cứ bảo đa nguyên mới đa đảng. Trước đây Việt Nam mình đã nhiều đảng, nhưng mà tất cả các cái đảng phái đó đúng. Ba que ngu cũng do Cộng sản thật. Vì ba que đúng. Ngày xưa nhá, 57 năm cho thế thì chẳng ngu. 57 năm mình coi như Cộng sản coi như là mà ác ấy. Như bọn nó nói tắm máu thì bây giờ không còn ba que nữa, đúng không? Thì đúng. Em bây giờ ba que ngu do Cộng sản là thật. Nhân ái nhất ấy. Em nói mạnh người Cộng sản bởi vì sao anh biết không? Người ta được rèn rũa từ khi bắt đầu để được vào đảng thì còn phải học 3 lần cảm tình cơ, mà còn phải xét lý lịch nhiều đời, phải tử tế mới được vào đảng, chứ không phải là ai thích vào đảng. Em nói thật sự, cái cách thể hiện tính cách nóng vội như anh em mình thôi chưa chắc đã được vào đảng. Đúng, cái cá tính nó mạnh quá. Bởi vì cho nên là em nói thật sự với anh là người đảng viên, người lãnh đạo, người ta có cần nói gì đâu. Người ta
âm thầm người ta làm những cái việc mà người ta trước dân chúng, người ta có bao giờ người ta tỏ ra những cái việc đó ở Quốc hội Mỹ, nó cầm rút giày nó ném nhau. Cái loại văn hóa đấy thì không phù hợp Việt Nam. Việt Nam mình cái chuyện đúng hay sai là việc khác, không phải rút giày ném nhau thế nào. Cái nước tư bản là nó thế. Cho nên là em thì em không phản bác cái văn hóa của Mỹ. Đúng rồi, Lê Nguyễn, đây là lớp 3 trường làng em. Cho nên mà đây chỉ cần lớp 3 trường làng tao thôi. Tao đéo học hết lớp 3 trường làng, nhưng mà tao lại hiểu được hơn những thằng đại học. Mà chúng mày lên mẹ thì thằng nào tao tốt thằng đấy. Em nói với anh Bằng nhé, chúng nó cứ nói chuyện đấy. Nào có một đất nước nào như đất nước Việt Nam bắn rơi B-52 của Mỹ chưa? Nào. Đất Việt Nam cần gì đâu, không phải là đất nước đầu tiên để mà siêu cường quốc đâu. Mà bắn em nói với anh không phải bằng gì đó. Bằng nhiều cách bắn chứ không phải là nguyên tên lửa. Lưới lửa phòng không người ta cứ phóng lên thì kiểu gì không vào quả nọ vào quả kia. Người ta có cách đánh của người ta. Cái người cộng sản mà rất là người Việt Nam nó có cái ý chí như thế. Cho nên là thôi gác lại bỏ những cái chuyện đó đi. Đúng rồi. Anh nhớ không? Quá nói chung là khép lại quá khứ vào, hướng tới tương lai đi. Coi như là ông xây dựng đất nước đi thôi. Ông về đi, ông làm những việc gì đi. Hoặc là ông không, ông đừng chống phá là được, còn ông về cái đạo được. Ông về ăn, về Việt Nam chơi bời thăm quê hương tổ quốc, đúng không? Thoải mái. Thấy đất nước Việt Nam phát triển như thế nào, quê hương đất nước đẹp quá như thế nào, đúng không? Anh chị, không? Anh em chúng mình ủng hộ hoàn nghe không nghe là của người có quyền. Còn phải thì củ cải cũng phải nghe, các cụ bảo rồi. À, nhưng mà nó không có chân lý, mục đích nó chỉ là hận thù và nó gây chia rẽ dân tộc để nó kiếm lợi. Thế thôi. Rồi, xin chào Lợi Minh. À, anh Lợi Minh đấy, xem anh Lợi Minh ok thì anh cho anh Lợi Minh lên chia sẻ người bên Mỹ đi. Đúng rồi. Lúc nào cũng ca ngợi dân tộc Mỹ, người ca ngợi những người. Còn em nói thật sự nhé, cái Việt Kiều Việt Nam sang Mỹ là công dân hạng bét, hạng ba hạng bét. Thật sự các ông hiểu rõ điều đấy. Bây giờ nếu các ông cảm thấy mà cộng sản không ra gì, ông biểu tình lên Donald Trump ấy bảo là không được, tôi là công dân Mỹ, tôi không nhất trí ông chơi với cộng sản nữa. Có dám nói đâu? Có dám nói đâu? Biểu tình chống Mỹ, chống Mỹ tổng thống, chống chính quyền, chơi với lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy. Không là to thì ông làm thế đi. Đấy, ông đã làm được rồi. Ông làm đi. Mà ông mẹ nghe nói tổng thống Donald Trump cũng vãi đái ra rồi, làm sao ông dám biểu tình mẹ chống em tổng nói mà anh nó chẳng khác gì mấy cái thằng gọi là người Việt như gốc Hoa. Tất nhiên nó vẫn chả nó có đi gốc thôi, nhưng mà anh em mình vẫn nhìn nó là thằng Trung Quốc, anh hiểu không? Nhưng mà hai thật ra các ông cũng phải hiểu rằng Đức Mỹ này, Tôn Ngộ Không này, nếu mà chứng tàu nhá, nếu mà bây giờ nói chung là tao là cái thằng học đại học ngày xưa, vì tao học trường kỹ thuật, tao học tiếng Nga thôi, nhưng sau cuối cùng ra đời thì tao học tiếng Anh lõm bõm rồi. Còn chứng tàu bây giờ mà tao mà học được, tao học. Hiện nay Việt Nam quan hệ với Trung Quốc, quan hệ với Malaysia, quan hệ với Singapore rất là tốt, mà trong khi đó Singapore nhá 70% coi như là tiếng Tàu là cái ngôn ngữ thứ hai của người ta. Tất cả nước, các nước Đông Nam Á này, nếu mà ông học được tiếng Tàu, ông sang các nước Đông Nam Á này, ông buôn bán họ kia các thứ khỏi tiếng Anh. Đấy, chứ không, bây giờ nói chung là mọi người nên học tiếng Tàu, theo tôi nghĩ thế. Em nói với anh này, tiếng nào là do nhu cầu cuộc sống. Cuộc sống. Chứ mình sinh ra và lớn lên, mình đã có cái tiếng mẹ đẻ rồi. Anh hiểu không? Còn tất nhiên bây giờ ông sang làm ăn với Tàu thì ông phải học tiếng Tàu. Còn ông làm ăn với tiếng Anh, ông học tiếng Anh, ông làm anh ăn với người Hàn thì ông làm học tiếng Hàn. Cái chuyện đấy là chuyện đấy, là cái việc đấy, là cái việc nó tình hình thực tế. Bây giờ chúng ta quy chụp cái vấn đề phải học tiếng Anh. Mẹ, tại sao ta phải học tiếng Anh khi ta không sử dụng tiếng Anh? Mẹ, bên Indo nhá, cái sự phần trăm của cái người Hoa người ta còn đông hơn ở Việt Nam. Bên Thái Lan là 10% là người Hoa, còn bên Singapore là 70% là người Hoa bên đấy. Thì tội gì mình sang bên đấy, mình buôn bán họ kia, mình sùng tiếng Hoa. Em nói thật với anh nha, tất cả mọi người chỉ nhìn con số hoặc nhìn thấy thôi. Đất nước đúng Singapore rồi. Nó chật chội lắm. Đúng rồi. Em nói thật sự với anh ấy, nó chật chội lắm. Mà tiêu dùng thì nó cực kỳ đắt luôn. Nói thế chứ bây giờ em nói với anh, bây giờ kiếm được nhiều thì cũng tiêu nhiều, chẳng khác gì ông nhà quê nhá. Ông lên thành phố ông làm 10 triệu. Nhưng ông chẳng mang về đồng nào, nhưng cái người ở quê này họ đây, nuôi họ Hoàng Trần này. Tao đi tàu biển nhé, tao sang Singapore từ năm 1988. Nói mình biết thì thế. Mà sang đấy rồi, tao tiếc quá, tao không biết tiếng tàu. Nhưng mà tao biết tiếng tàu thôi, tao chẳng cần phải nói tiếng Anh. Vừa múa chân múa tay nhiều khi nó mệt. Mình nói tiếng Anh bồi, vì thực tế là ở trường học nói tiếng Nga. Nó khổ đấy. Cho nên là mình chỉ biết là coi như là cũng rất là tiếc không học được tiếng tàu thôi.
Đúng rồi, thằng Mark Cell của Facebook nó là người tàu ấy. Nó là người tàu thật. Ờ, cho nên mày mấy thằng ngu thật. Lúc nào nó cũng quy chụp là mình tay sai cho tàu, với lúc nào nó quy chụp vào đảng cộng sản chứ nó chứ. Còn đấy để xem biểu tình không, người dân bây giờ em nói đặc biệt người dân bây giờ người ta rất hiểu ra vấn đề. Còn người ta không nghe cái bọn ba que đấy đâu, chúng nó cứ hô hào. Chúng nó cứ hô hào biểu tình để xem chúng nó có biểu tình, mà biểu tình lần này ấy là hot hết. Chứ không còn gì nữa cả, bởi vì cái ngày 10 tháng 6 là làn danh đỏ cho những cái bọn dân chủ quậy rồi. Em nói với anh thế, chúng đó không có gì, chúng nó cứ hô hào trong đó, bây giờ nó cứ làm dùm beng lên. Xong bắt đầu cái người, cho nên anh em mình phải có những quan điểm này. Quá khứ trong con người anh em mình gần như đã khép lại rồi. Đúng rồi. Không bao giờ có chuyện thù hằn. Nhưng cái chính là bây giờ yêu cầu các ông nói cái gì thì nói, nó phải đúng sự thật. Cái thứ hai là ông về quê hương đất nước hay ông làm gì, đấy là việc ông, nhưng không được chống phá đất nước. Bởi vì thứ nhất là này, nếu ông còn quốc tịch Việt Nam, ông có quyền lợi Việt Nam như anh Lợi Minh ấy, mà chính quyền có vấn đề gì ấy, ông lên tiếng. Còn đúng, ông ở người ngoài, người ta chỉ là ý kiến tham khảo thôi. Tôi cứ cho ông là cứ là người Việt Nam đi, nhưng cái ý kiến của ông nó không trực diện đâu, bởi vì ông đang phục vụ một cái tổ quốc khác, ông đóng thuế ở một cái đất nước khác. Này, có cái bạn người nông dân có mỗi một câu mà từ trước đến giờ coi như là tôi thấy từ đầu diễn đàn đến Châu giờ La đến Cải, nó spam thằng này thì nó không hiểu, nó theo cái thì đấy. Thằng này nó như kiểu đấy, là thằng này nó như kiểu theo cái đạo đức Chúa Trời. Thằng đây là thằng Châu La Cải. Nó bây giờ nó là người nông dân đúng không? Nó bây giờ chứ. Quê Nam Định anh đấy. À, mẹ Nam Định làm sao mà nảy lòi ra được cái thằng mà nó ngu si đần độn thế? Dân Nam Định là dân học. Đấy chưa? Đúng rồi. Mà nảy lòi ra nhiều, cái thằng mà trời chiều. Nó không học hành gì cả. Châu La Cải này là nó theo cái đạo đức Chúa Trời. À, đức Chúa Trời. Nên là lắm lúc nó như thằng áo đá, tôi kệ nó, cho nó ngồi, nó muốn nói gì nó nói, mình nói gì, nhưng mà nó chửi cả ba que. Đấy. Lúc nào nó cũng đi chơi chuyện toát, hôm sáng nay nó nói với cả cái thằng Thọ Trần ở Thái Bình, hai thằng này đúng theo đạo đức Chúa Trời. Ngồi nghe quá. Thế sáng nay hôm nay em mời anh nhé. Thế điền nặng rồi. Thôi. Thôi kệ nó, nhưng mà được cái anh mời anh lợi Minh lên tí đi cho rồi, nó rồi rồi xem ok rồi xin cảm ơn em, chào anh em, rồi, xin chào cảm ơn chị Tiên Đàm nhé, chào anh Bằng.